Bạn ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt, một nhà thiết kế thời trang táo bạo và đầy cá tính, hoặc bạn đã đặt mục tiêu trở thành hoa hậu Việt Nam năm 19 tuổi, trở thành triệu phú đô la trước 24 tuổi. Ước mơ là những điều tươi đẹp mà chỉ cần nghĩ đến là cảm thấy phấn khích trong lòng. Nếu bạn đã có ước mơ, bạn đã tiến được thêm một bậc so với nhiều người khác trong cùng hay thậm chí hơn lứa tuổi. Ước mơ dìu dắt cuộc sống, là động lực niềm tin mỗi khi gục ngã, là ngọn đuốc soi đêm khi lạc lối. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cơ bản giữa việc ước mơ một điều gì đó và việc sẵn sàng đón nhận nó. Trên thực tế, chỉ một số ít tin vào mình xứng đáng ước với ước mơ. Có rất nhiều đôi bạn trẻ đôi mươi ước mơ đầy ắp một ngải hành trang nhưng lại không dám mang nó. Sợ nặng, họ sợ gánh nặng khi dám tuyên bố rằng tôi đang theo đuổi ước mơ riêng mình. Khi theo đuổi một thứ gì đó, bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều, dám hy sinh và từ bỏ một số thứ. Bạn không thể trở thành triệu phú tuổi 25 nếu mỗi ngày dành 4-5 tiếng cho một bộ phim Hàn Quốc. Bạn không thể đi du lịch khắp bốn phương với nỗi sợ giao tiếp tràn đầy trong người. Ai cũng vậy, họ có những sở thích, thói quen, nỗi sợ riêng mình. Nhưng ai trong chúng ta dám mạnh dạn gạt bỏ để theo đuổi thứ gọi là ước mơ? Mơ ước là một chuyện, dám theo đuổi là chuyện khác. Từ cổ chí kim, chúng ta thường trông chờ vào một phép lạ nào đó. Ông bụt hiền lành bán cho cô tắm bộ quần áo và cổ xe ngựa sang trọng. Hay một anh tiều phu phút chốc trở nên giàu có chỉ nhờ vào lòng trung thực của mình. Chuyện cổ tích rất hay, cho ta ước mơ, hy vọng, niềm tin, nhưng cũng tước đi lòng can đảm. Đa số chúng ta ở thế bị động và trông chờ một thứ gọi là phép nhiệm màu. Cuộc sống giờ đây đã được hiện đại hóa, vì thế những ông bụt, cô tiên không thể sống ở thời đại này, nơi mà thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Chúng ta phải tự thân vận động, thời buổi cách tân, làm gì có người ban tặng cho bạn vàng bạc chỉ sau một đêm. Kỳ thật, phép lạ chỉ đến với những người không bao giờ bỏ cuộc. Có ước mơ, hãy theo đuổi ước mơ của mình. Bạn xứng đáng có được bất cứ thứ gì bạn mong muốn trong cuộc đời mình, và tất cả những ước mơ ấy của bạn đều có giá trị. Nếu chúng thật sự quan trọng với bạn, hãy giữ vững niềm tin rằng tôi xứng đáng có được nó nếu tôi thực sự mong muốn và theo đuổi. Đừng sợ người khác chê cười, đừng sợ bản thân phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề khi theo đuổi ước mơ. Con đường bạn chọn có thể có nhiều gỗ gà hơn một chút, lầy lội hơn một tẹo, nhưng đích đến của bạn sáng chói hơn bất kỳ ai khác. Trang bị cho mình phương tiện tốt nhất có thể, đem nhiều vũ khí hơn một chút, và điều quan trọng là đừng bao giờ nghĩ rằng mình không xứng đáng với điều mình đang theo đuổi.